28 tháng 9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời sau một khoảng thời gian dài điều trị Covid-19. Nữ ca sĩ vĩnh viễn ra đi là sự mất mát to lớn của âm nhạc Việt Nam nói riêng lẫn nền nghệ thuật nước nhà nói chung. Ai đấy không khỏi nghẹn lòng khi tìm lại những hồi ức, chia sẻ cuối đời của Phi Nhung. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 8, Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Giờ đây, khi nhìn lại lời những bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, đã không khỏi nghẹn ngào, đau đớn khi đó lại chính là những lời cuối cùng mà nữ ca sĩ nói với khán giả, nói với những người đã yêu mến và ủng hộ mình suốt chặng đường đã qua. Một chút tích cực cho bà con mình vui vẻ, cùng đoàn kết nắm tay trong cơn đại dịch này nha bà con, mong cả nước mau khỏe, Phi Nhung yêu bà con, là lời chia sẻ của Phi Nhung trên Facebook trong một chuyến thiện nguyện. Phi Nhung sinh ra tại Pleiku với hai dòng máu Mỹ Việt, là ca sĩ nổi tiếng với thể loại nhạc dân ca và quê hương mang đậm dấu ấn tình cảm gia đình. Nữ ca sĩ luôn là cái tên nhận được sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước. Với giọng hát ngọt ngào pha lẫn chất hàng đặc trưng, ca sĩ Phi Nhung nhận được tình yêu thương của khán giả trong nhiều năm qua.